Chào tất cả các anh em nha. Video này cập nhật là dự án cát đã phân phối gì tôi cần nghe tất cả anh em. Cát Valency nè, bạn nào đã có làm dự án cát Valency với mình thì bạn copy con chắc với phần link mô tả với video của mình nha bạn. Hiện tại tôi cần này đã list lên sàn Bankake Swap rồi, các bạn mở địa chỉ với chút wallet mình sang các bạn. Các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn, các bạn add con chắc này vào đây nè, rồi bạn bấm mở ra các bạn, thì các bạn lướt xuống các bạn sẽ nhận được 900, mình đã nhận được 960 token cát này các bạn. Thì để chạy cho con này thì các bạn nhấp vào một đát nè, các chọn sàn Bankake Swap các bạn. Các bạn chậm xíu các bạn. Rồi dòng dưới đây thì các bạn chọn mạng Binance Smart Chain, các bạn connect ví của mình các bạn. Rồi dưới đây thì các bạn nhấp vào đây nè, các bạn nhấp con chắc nó vào nha các bạn. Chưa các bạn ơi. Rồi các bạn add luôn. Trời ơi. Rồi các bạn add chắc nó vào các bạn. Rồi các bạn bấm vào ADD add. Rồi sau khi các bạn bấm add xong thì các bạn bắt up lên. Các bạn chọn token card nha bạn. Trời ơi. Đem đây nè các bạn. Rồi mình chọn mát BNB thì bao nhiêu được, bao nhiêu BNB các bạn, được 0.0217 BNB, có khoảng 10 đô rồi, 90 đô vậy. Mình chọn qua USDT thì các bạn có thể bao được bao nhiêu đô. À mình được 9,6 đô các bạn, để mình coi một tôi cần nó giá bao nhiêu các bạn. Một tôi cần 0.014 USDT các bạn, thì các bạn nào muốn xả thì xả các bạn, thì mình cũng để đó các bạn, mình xả cũng không làm gì, mình thấy con này cũng có tiềm năng đó các bạn. Rồi các bạn sau khi nữa các bạn xả thì các bạn bấm vào up bull các bạn, up rot thì các bạn trả nó một chút phí BNB mạng BNB Smart Chain các bạn, là gọi các bạn swap các bạn. Ok, vậy mình đã cập nhật bạn dự án Valency đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.